Muốn được an lạc cần phải làm gì? Muốn được an lạc chúng ta cần phải tập trung vào sự hiện tại, làm thật tốt hiện tại. Làm gì? Làm việc Phật. Việc Phật là việc gì? Việc thiện lành, tạo tất cả các việc thiện lành hiện tại. Chúng ta không nghĩ về quá khứ, chúng ta không mơ về tương lai. Chúng ta biết mục đích chúng ta đi rồi, rất rõ rồi, thì chúng ta tập trung vào hiện tại để làm thật tốt chuyện của mình. Và chuyện của các vị là gì? Các vị đang làm gì? Các vị đang làm mẹ, các vị đang làm vợ, các vị đang làm con, các vị đang làm người Phật tử, các vị đang làm cái gì đó. Các vị tập trung vào làm thật tốt hiện tại của mình. À, đời và đạo cần phải đi song song với nhau. Chúng ta muốn độ được chúng sanh, bản thân chúng ta cần phải làm tấm gương. Chúng ta rất may mắn, chúng ta được gặp Phật, học Phật, sửa hành theo lời Phật dạy, thì chúng ta phải làm tấm gương để độ cho những gia đình, những người xung quanh chưa biết tu. À, làm sao để tâm chúng ta sẽ nhẹ nhàng, buông được nè. Buông có nghĩa là chúng ta không còn chấp là ông chồng của tôi nữa, đứa con của tôi nè, mẹ của tôi nè, ba của tôi nè, tất cả đều là bạn đồng tu, tất cả đều là gia đình. À, vâng, và các vị đều là một gia đình, chúng ta là một gia đình lớn, và chúng ta có một cái gia đình nhỏ nhỏ cũng là bạn đồng tu, cũng là một gia đình hết. Cho nên là gia đình không phải là luyến ái, mà gia đình là bạn đồng tu với nhau, tất cả đều là bạn đồng tu với nhau. À, và thứ nhất là chúng ta dĩ nhiên là phải chăm sóc lẫn nhau, không phải là gia đình nhỏ của mình không, nhưng gia đình nhỏ của mình hạnh phúc, gia đình nhỏ của mình đầy đủ, gia đình nhỏ của mình gọi là đáp ứng được nhu cầu của gia đình nhỏ rồi, thì chúng ta được an lạc ở trong thì ở ngoài, chúng ta phục vụ chúng sanh thì mới được hoàn hảo an lạc được. À, khi chúng ta chưa làm tốt chuyện trong gia đình mà chúng ta đi ra ngoài đường làm việc cho chúng sanh thì chưa có gọi là hoàn hảo an lạc. Cho nên là chúng ta làm gì cũng phải tâm an. Trong việc nhỏ lớn gì chúng ta làm bằng cái lương tâm của ta, bằng cái Phật sự, con Phật làm việc Phật, tâm phải an. Con Phật làm việc Phật thì tâm nhất định phải an, nó là tự nhiên như thế. Con Phật làm việc ma thì tâm sẽ bất an. À, tâm bất an thì không về cực lạc được. Tâm không an lạc thì không về cực lạc được. Các vị nhớ câu này nhé. Tâm đời này ngay bây giờ các vị không an, chút xíu nữa các vị ra đi, các vị sẽ không về cực lạc được. Cho nên đừng giận, đừng hờn, đừng trách. Ai đó giận ai đó thì tìm cách giải tỏa ngay lập tức đi. Đừng có để giận người ta qua đêm. Lỡ như mình không có mở mắt tới ngày mai thì sao? Là mình đi theo người ta đó, kiếp sau dính với ổng nữa. À, lúc đó tôi không cứu nổi nữa đâu, kéo nổi nữa. Cho nên là tâm mình cảm thấy bất an chỗ nào, đang cột rút chỗ nào, lập tức đi tìm giải pháp ngay lập tức. Đừng giận ai quá 3 ngày, đừng có giận ai quá 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 là quá lâu, nó bị ung thư thời kỳ cuối rồi mà bác sĩ nào mà chỉ nói. À, không có ai chỉ nói hết. Cho nên là đừng để cái phiền não nó trong tâm của mình, tại vì mình biết vô thường đến bất cứ lúc nào, mà mình đang giận ai hờn ai một chút mà mình đùng một cái mình ra đi, lúc đó thì mình không về cực lạc được. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng phải an. À, mà hãy nhớ là nó an bắt đầu từ trong gia đình của chúng ta trước. Gia đình của chúng ta mà vui vẻ rồi á, thì tự nhiên cái người của chúng ta nó có thể làm được, nó thông mọi việc hết ở ngoài luôn. À, các vị có cảm thấy cái này không?